nói cho nghe bốn điều. Thứ nhất á, là ngày hôm qua ngài nói là phải biết các căn thì là mới là không tu không có sai. Nó không biết nhiều lần ở trong quanh sao. Nếu mà các căn ông không biết được á, là ông sẽ lập lận. Tại vì giống như mình muốn về Tây Phương mà mình niệm Phật mà cái vọng tưởng mình không hết á, thì cái tâm về Tây Phương không có thể hiện tại được. Nếu mình muốn đi nhưng mà cái tâm ở trong lòng mình á, Tây Phương nó cất ở đâu, giữ nó cất ở trong tủ đâu, không thấy được. Cho nên là cái tâm mà muốn về với Phật á, thì thường là bị vọng tưởng nó che hết. Còn giờ mình muốn nhưng mà hiện tại nó nghĩ liền. Là tại sao? Tại vì cái tiếng Phật của mình á, không có đủ sức để ngăn được cái tâm thức. Tại vì chúng ta là bị cái dòng tâm thức nó lôi. Mình để ý kỹ mình sẽ thấy con người của mình là sống bằng tâm thức. Nó đi vào cảnh giới ra trong lòng. Thì cái tâm thức đó hiện tại đó thì nếu mình nhìn thì không ai tự chủ được, tại vì cái dòng tâm thức đó, nó từ sáng tới tối nó cứ đi vào thế giới của nó suy tư, nó làm việc, nó vui, nó buồn, nó lo, nó khổ, nó an lạc, nó bị là tâm thức cả. Là cái dòng tâm thức đó không cách nào ngăn được, chỉ trừ ra một căn mình nó nhiếp. Đó là Phật dạy nó sáu căn, nó nhiếp một căn thì dòng tâm thức nó đi hết. Thì tình tâm của mình nó là nghe, không phải là niệm mà là nghe, chứ không phải là niệm. Người ta cứ nói niệm Phật người ta không có hiểu, người ta không có hiểu nhiều. Bởi vì cái chữ niệm mà hiện tại trong tâm nghĩ cái gì, cái chữ tào á, chữ niệm á là chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, hai cái chữ đó hợp lại có nghĩa là hiện tại trong tâm nghĩ cái gì gọi là niệm. Mà niệm là nghĩ cái gì, Phật là nghĩ A Di Đà, niệm Phật là niệm Đức Di Đà, là đem ngày lễ trong tâm. Cái chữ là như vậy rồi, nhưng người ta không hiểu, người ta sẽ lấy cái âm thanh lên ta đọc mà không biết nghe, không biết để Phật đi trong tâm. Cho nên tuy là mình đọc nhưng mà cái dòng tâm thức mình nó ngừng cũng được, nếu ngừng cũng được thì mình thấy không có tác dụng, mình thấy rất khó khăn, tu rất khó. Cho nên là giống như chị Hiếu là kinh nghiệm quá nhiều năm thì cứ biết được là mình để ý cái tiếng Phật đó, mình phải đón, mình nghe cho tới rõ ràng, mình đọc đó là Phật. Thì có thể mình mới tu có thể nghe bốn phần, mình tưởng là bốn phần là tốt rồi, tưởng cái đó là hạng nhất. Nhưng mà nếu mình nghe cái bài giảng, mình để tâm chút, mình sẽ nghe được 5-6 phần. Thì sau một chút, 5-6 phần của mình đó là mình sẽ thấy bớt phần tưởng 20%, bớt xuống liền á. Nếu mà mình chú ý để tâm một chút nữa là mình nghe tới 7-8 phần đó, thì con mắt mình nhìn thấy gì đâu. Thì mình sẽ hiểu được thế nào là nhiếp các căn. 7-8 phần cũng còn chưa tốt đâu, tại vì vẫn có dòng tư tưởng vẫn làm việc được rồi. Phải nghe tới không có làm việc được thì phải nghe sâu tới 10 phần toàn là Phật. Cái đó là cái điều số 1, phải là phải nghe cho tới giống như mình chăm chú cái gì quá thì mình không có vọng tưởng được. Giống như chú ý cái gì sâu mà mình nghe tiếng Phật, nghe nó có chiều sâu, nghe cho tới thật là đạt luôn, nghe toàn là Phật không. Nghe như vậy nhiều khi mình mới tu mình không hiểu cái này. Tại chị Hiếu cũng muốn giảng, tại vì chị Hiếu đã trải qua rất nhiều ngày xưa những tu khổ, không có ai chỉ cái này đâu. Mình cứ tưởng mình nghe gì là được, nhiều khi mình nghe có 4 phần rồi mình nghĩ là mình tốt rồi, mình sao tu hoài nó cứ vọng tưởng. Mình nghĩ mình tu lâu năm nó sẽ khác, nhưng mà mình không có phải giảng tu lâu năm cũng như vậy, không có tiếng bao nhiêu cũng năm nào trôi qua anh cũng cảm thấy như vậy. Anh niệm Phật tinh tấn mấy anh cũng vậy thôi, tại vì anh nghe 4 phần thì cái dòng tư tưởng không ngưng được, nó sẽ chạy cái này cái kia nó làm hộ. Cho nên người ta nghe sâu cho tới không còn biết cái gì nữa, chỉ toàn là Phật, không có biết cái gì hết, không biết gì hết thì làm gì có khổ, hết khổ rồi không biết sao khổ được thì bao nhiêu khổ đã hết rồi. Cái đó là điều thứ nhất, mà điều thứ nhất nó phải làm cho được, còn làm không được á thì có nghĩa là tuy là niệm Phật mà cái dòng tư tưởng vẫn làm việc. Tại vì mình không chú ý, cho nên thường đó mình niệm xong chút mình sẽ thấy là con mắt mình nhắm lại luôn, hoặc là mình mở không thấy gì đâu, tại vì mình chú ý cái nghe nó qua. Đó là như vậy thì mình sẽ thấy là cái lời nghe của anh hiện tại là lục căn thanh tịnh, nhiếp trọn 6 căn rồi. Nhiếp trọn 6 căn thì tịnh niệm sẽ được nói chuyện. Cái đó là tịnh tâm. Nếu mà không có giết các căn thì sẽ tu lầm lòng. Không biết niệm
nhất tâm bất lạc hay là nói nhiếp trong sáu căn, nó là một kiểu à. Tại vì mình để ý cái tiếng Phật sau thì các căn thanh tịnh, thì mình không có nói nhiếp tâm đâu, nhưng mà nó vẫn là không có vọng tưởng gì. Nếu mình nghe sáu phần thì nó trừ sáu phần vọng tưởng còn một phần, nó vẫn vọng tưởng được, nhưng mà nó giảm hết sáu phần. Nếu mình nghe bảy phần thì nó giảm xuống. Mình nghe tòa án là Phật, trung tâm tòa án là Phật thì vọng tưởng không có. Cái đó nó nhiều khi ngồi 3 tiếng đồng hồ mới vô được. Đó là chỉ nói cho sâu đó, nhiều khi mình tu mấy tiếng đồng hồ nó mới vô tới 10 phần được. Chứ không phải để một cái vô được 10 phần đâu. Thì cái người nào mà nhạc thấp mà lại ở trong tu Phật thấp hay là đi chùa mình niệm Phật một thời dài đó, thì buổi sáng mình niệm một thời, buổi chiều mình niệm thời, buổi tối mình sẽ thấy vô được. Tại nó 6-7 tiếng là trước mình chuẩn bị được, thì thời tối mình đi nhạc là như vậy đó. Còn cái điều thứ hai á, điều thứ hai là khi mà mình cố gắng tu là phải coi cái thân, cái tâm mình, nếu mà nó nhức đầu, nó chóng mặt, nó bị đau ngực, đau đầu là như thường là tu sai, là hay là nó bất an, nó đi đứng lên, nó không có yên ổn, ngồi không ngồi yên được, nó cứ tăng xăng thì nhất định là mình đã dùng công phu không có đúng rồi. Hoặc là mình gấp quá, hoặc là mình mong được không khu quá, thì nó cũng làm được an được. Cho nên cái điều thứ hai là điều hòa thân tâm, phải thoải mái. Nếu không thoải mái đó thì sẽ nên dừng bệnh mình làm. Vì thì không biết như con trước nếu có kể đó, cái chú tu giỏi lắm, chú mới đầu chú đau ngực, chú khó thở, mà chú không biết đến mấy năm sau thì thấy mình niệm Phật có điều mệt khó thở mà tăng sống có điều lên. Là tấu niệm được nữa, phải niệm là cách tăng sống niệm lên đó. Thì tới những vị nhà thương nó kháng không ra, 6 tháng trời nó kháng không được. 6 tháng trời không niệm Phật được, niệm Phật là có thể đứt mạch máu mà chết. Mà thấy cái hơi thở trong nó ướt hết, hơi nó đầy hết. Thì bây giờ bác sĩ kháng ra được bệnh rồi thì bác sĩ cho thuốc và tài là cho thuốc ung thư không ạ? Thì thuốc rất tài hại, nhưng mà trị được. Thì khi mà con nhớ chị ấy nói, tại vì cái hơi thở của mình nó phải tự nhiên, giống như nó cần bao nhiêu oxy thì phải cho nó bao nhiêu. Còn nếu mình niệm Phật niệm nhanh quá đó, thì có thể là oxy nó vô không kịp, hoặc là mình niệm theo hơi thở, mình niệm ép hơi đó thì nó sẽ thiếu oxy, nó thiếu một chút vậy đó. Nhưng mà 5-6 năm sau nó mới thành bệnh, chứ nó không bệnh liền. Tại vì một hơi thở như thiếu một chút nó không điều hòa được, nó không có bình thường được. Bệnh miệng Lan nói nó là tổn hơi. Tại vì ông ép hơi thở quá, tại vì cái niệm 12 tổn cho niệm có 10 là 11 tổn, cũng nói ông niệm 11 sẽ bị tổn hơi. Lâu năm ông sẽ lên giường bệnh ông nằm đó. Bởi cái này là tại vì nhiều người bệnh quá mà niệm Phật một thời gian thì không sao, niệm cả 10 năm mới thấy bệnh. Niệm lâu quá mà không, dân không được không cô lại cố gắng mà ở tránh bệnh được. Cho nên các vị đó càng tu phải giữ cái tâm coi chừng. Nếu như mà niệm nhân quá, niệm đắc quá là phải coi chừng, phải điều hòa nó, phải thư giãn nó ra. Còn không mấy á, nó vừa hơi đau ngực hay như hơi đau đầu hay là phải ngừng, phải đi hỏi, hay là phải đổi cách niệm Phật lại, phải xem, phải học. Nhưng mà đi xa quá thì khi nó sanh bệnh ra thì bác sĩ không có khám ra được. Tại nó là cái nữ hơi nhiều năm mà sao mà chỉ mình thấy được, là sao thấy được cái gì? Nó là hơi mà đâu có thấy được, thành ra là rất nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ chú được trị lại thì chân dứt nói, tại ngày xưa chú hiện niệm ra hơi thở mà chú niệm gấp quá, nên cái bản của chú là niệm chậm mà cái bài mà chỉ nói điều hòa thân tâm là 2008 chú đã nghe cái bài đó rồi, nhưng mà chú không để ý nữa. Chú là nghe giảng, nghe không giảng chân dứt rất nhiều mà chú không có biết cái bài đó nó quan trọng. Thì khi nghe để đó vậy, tưởng nó không cần, nhưng khi bệnh rồi mới hỏi rồi. Bây giờ thì sợ quá rồi, nói cái tu khó quá thầy ơi, quá nguy hiểm nữa. Đúng rồi, phải học các đề chứ, tu dở dở không sao, mà tu giỏi đó thì mới sanh bệnh. Tại chú quá giỏi, chú quá tinh tấn đi, chứ người thường thì chắc cả đời cũng không có biết cái bệnh này đâu. Tại vì đâu có tu nhiều đâu mà mình. Đó là việc thứ hai, là khi mà điện đắp quá thì là điện mà, hoặc là cái tâm tư là bị kẹt một chỗ nào, ta chấp trước hoặc là ta nghi ngờ
chán nản, có thể là mình ăn không biết ngon nữa, ngủ không được, tại vì cái lo đó nó ở trong tâm, giải quyết không được thì nó thành nội kết. Cái tâm đó, cái tâm nó nội kết thì nó không vui, thì tự nhiên là máu huyết không lưu thông, lâu ngày cũng chẳng bệnh. Cho nên là vì tu hành nó phải có các thầy giỏi dạy, trong tâm rất khỏe, không thắc mắc, không có nghi ngờ, không có trở ngại, là điều mà là từng câu từng câu mà mình nhắc với công cô. Điều thứ hai rất quan trọng, nếu mình không thông đó thì phải nghe cái bài giảng và để được xem rồi bắt đầu phải đi xa. Cái điều thứ ba đó là khi mà tiếng Phật nó đã thông minh rồi, khi mà tiếng Phật nó thông minh rồi thì mỗi một tiếng Phật mà nghe cho sâu đó, thì mình đọc cái đó là Phật. Nghe cho sâu như vậy đó mình đọc cái đó là Phật. Niệm niệm là nhớ nghĩ, mình nhớ nghĩ hay nhớ nghĩ Phật. Niệm Phật là như vậy đó, là cái tâm đem cái Phật để trong cái dòng tâm thức của ta. Cái dòng tâm thức của ta nó chạy bây giờ đem ngài ngự trong đó. Thì nó rõ thông minh như vậy rồi, thì cái tâm mà muốn về ở gần với ngài, và cái tâm vui, vì giải thoát là nó liền ở đó. À, giống như mình kêu cái vị Phật đó mình thương nhà, thì cái tâm muốn ở gần và tâm bản thân nó sẽ thành ra. Có nghĩa là cái tích nguyện mình nó có chỗ để nương tựa, để mà giữ trong cái dòng tâm thức ta. Tòa là Phật thì giải thoát không được. Nhân quán khác thì cái điều thứ ba nó sâu xa lắm. Có thể là nó sang ra muôn ngàn Phật giải thoát ở điều thứ ba. Mà người tu, nó tu sâu thì sẽ biết nhiều, tu kẻ thì biết ít. Đó là một sự thanh tịnh giải thoát, không có kể hết nổi thôi. Nó là giới định tuệ, bao nhiêu cái thiền định trí tuệ đều nằm ở điều thứ ba sẽ phát huy ra thành ra chính cũng xem của ta. Và đó là tại vì nó tâm nhập vô thế giới Phật rồi, gọi là nhập cảnh giới, nhìn vô cái chỗ giải thoát được tâm thức mình, nó đã tràn đầy Đức Phật ở trong rồi, thì nó sẽ sanh ra niềm vui và mình giải thoát. Nhưng mà ở trước đó lại có cái bài giữ tâm thanh tịnh, đừng có chạy, đừng có chạy. Nếu mà chạy theo niềm vui đó là cũng nguy hiểm, sẽ mất hết công phu rồi. Cho nên là người ta học nhiều lắm, nhiều khi mình đang tu thì nó vui quá rồi mất công phu. Nó vui quá rồi, nó vui không quên hợp. Cho nên cái tóc của mình này nghe rất rõ và tâm thành. Rồi nó sanh ra, nhiều khi nó sanh ra nhiều cái trí tuệ lạ lùng mà sau đó cũng đừng có thèm, đừng thèm, tại vì mình đã có Đức Phật để sanh trí tuệ. Trí tuệ nó cũng bình thường thôi, trí tuệ nó nhỏ bé thôi so với Bồ Tát, với Chư Tổ thì chẳng có thành cái gì. Thành ra cũng không quan trọng, bởi vì anh Quang nói, coi nó như là biển thì sẽ không có sao. Nhờ cảnh giới đó, nó là nhờ cảnh giới đó, thì coi các pháp như biển thì sao, mà coi các pháp như thật sao, thì liền bị mai dựa. tại vì không có ai dạy cho nên cái đó mà đâu nói, đâu nói tại khi tu giỏi quá, nói đâu nói tại khoe khoang đủ thứ rồi liên là nguy hiểm. Bởi khác ngày càng tu càng dễ thương, càng không khoe khoang, càng thanh tịnh, có hàm dưỡng, có học hỏi là biết giữ Đức Phật là đủ. Còn những cái nhánh lá trí tuệ không phải là cái để ta theo, ta giữ ngày trong tâm tới ngày vãng sanh được. Những cái đó là không có chạy theo đâu, thì các bạn chết. Nhưng mà mình phải trả từ điều thứ ba thì nó mới nói cái này. Điều thứ ba mình không đạt được thì làm gì mà mình có những cái trí tuệ này đó. Còn điều thứ tư đó là muốn biết mình bản sanh hay không, hoặc là coi mình tự chủ được cái tâm này không, cái dòng tư tưởng của mình hiện tại mình có khống chế được nó hay không, mình có đem nó vô thế giới Phật được không, hay là nó vẫn chạy mà mình không có bắt được, tại vì nó chạy như con trâu điên vậy đó, mình kéo lại không được cái dòng tâm thức mình, nó chạy. Cho nên là điều thứ nhất đó mà làm sẽ tốt rồi đó, thì bắt đầu mình nói. Cho nên cái điều thứ tư để ta kiểm chứng là từ sáng tới giờ ta có thể tự chủ được không, tự chủ được bao nhiêu phần trăm, để mà xem thì ta biết là ta có khả năng bản sanh bao nhiêu phần trăm. Thì sự thật là ba điều trước là được rồi, và điều thứ tư để cho mình biết là công phu là phải ngày ngày đêm vậy, chứ không tự chủ là nguy hiểm. Lúc nào cũng phải đừng để cho cái tâm mê thì lâm chung với cái tâm mê, thì cả ngày cẩn thận lắm. Cho nên điều thứ tư đó là lúc mà thức thì tự chủ, thì mới nói là lúc ăn, lúc đi làm việc có tự chủ được hay không, lúc nói chuyện với người trong tâm có nhớ Phật hay không, thì bắt đầu mới suy ra là đi đứng nằm ngồi đều phải tự chủ, không phải vô chánh niệm đâu. Chánh niệm là lâm chung nguy hiểm, vô chánh niệm với câu thì nguy hiểm, tại vì
ngồi không sao chuỗi đâu, đi tới đi lui lại Phật nấu cơm,